Diễn viên Diệu Nhi cầu hôn được có 7 giây mà mất 7 tháng lừa vé cưới. Dù đó là lời chia sẻ của Diệu Nhi về sự chuẩn bị cho lễ cưới sẽ được diễn ra vào ngày 10 tháng 10 sắp tới tại Phan Thiết. Đám cưới của cặp đôi Diệu Nhi, anh Tú được xem là một trong những sự kiện được chờ đợi nhất vào dịp cuối năm 2022. Từ khi chính thức công bố giấy đăng ký kết hôn cho đến phát thiệp mời đến bạn bè, đồng nghiệp thì cặp đôi này luôn tạo được dấu ấn riêng biệt. Cách đây vài ngày, Diệu Nhi đã tuôn một số hình ảnh trong buổi thử váy cưới khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên vì màn lột sắc quá ấn tượng. Trong mắt khán giả, Diệu Nhi là nữ diễn viên tài năng thế nhưng tính cách lại vô cùng hài hước, lầy lội. Khi Diệu Nhi xuất hiện trong bộ váy cưới nền nã, nhẹ nhàng và xinh đẹp như một nàng công chúa, khiến mọi người phải gu lên thì vẫn có nhiều khán giả đùa rằng. Trong Diệu Nhi dịu dàng như thế dù đẹp thật nhưng chưa quen. Mới đây, Diệu Nhi đã đăng tải trên YouTube đoạn vlog về buổi thử váy của cô. Trong clip không có sự xuất hiện của anh Tú và để lựa được những chiếc váy xinh đẹp nhất, cô nàng đã nhờ đến sự trợ giúp của sờ tay riêng. Nhưng điều khiến khán giả ấn tượng nhất là ngay ở tiêu đề của vlog, Diệu Nhi đã chia sẻ cầu hôn được có 7 giây mà mất 7 tháng lựa váy cưới. Diệu Nhi hài hước chia sẻ với nhân viên về mong muốn lựa váy cưới, tôi thích đơn giản thôi chứ không thích quá kiêu sa. lấp lánh vì khi nhìn vô đã thấy tôi có nét đẹp sẵn rồi. Ngoài ra, Diệu Nhi cũng đưa ra một số yêu cầu như váy cưới cần phải phù hợp với vóc dáng, có chất liệu thoải mái dễ dàng cho việc di chuyển và tham gia các hoạt động. Diệu Nhi đã thử một số mẫu áo cưới có thiết kế dàn hai dây, cướp ngược, trễ vai và kết hợp cùng một số phụ kiện như vương miệng, bông tai. Đó đều là những thiết kế sang trọng với tôn trắng, chủ đạo và tôn bật lên nét nữ tính, dịu dàng của cô dâu. Bước ra từ sau tấm màn che của phòng thử đồ, Diệu Nhi xuất hiện lộng lẫy như một nàng công chúa. Chỉ mới là buổi thử váy cưới mà Diệu Nhi đã xinh đẹp như thế, nhiều người đoán rằng đến ngày cưới chính thức cùng với phần make-up cô dâu. Diệu Nhi sẽ còn lộng lẫy hơn rất nhiều. Xem màn thử váy cưới để ấn tượng của Diệu Nhi nhiều khán giả đã dành lời khen cô nàng bên dưới phần bình luận. Công nhận lúc chị mặc váy cưới trông rất điệu đà, đầm thắm và đẹp, không có lầy lội như bình thường. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Nhìn váy đơn giản nhưng lại sang và đẹp nha. Chúc mừng Diệu Nhi và Anh Tú. Xin quá chị ơi. Chúc mừng chị nha. Em nôn đến ngày cưới của anh chị lắm. Chúc chị trăm năm hạnh phúc. Chị là cô dâu đẹp nhất lòng em. Trời ơi, tôi xỉu, em chờ ngày này lâu lắm rồi, chưa bao giờ thất vọng khi làm fan của anh chị. Đám cưới của Diệu Nhi và anh Tú sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 10 sắp tới tại Phan Thiết. Nhiều sao việc đình đám như Trấn Thành, Thu Trang, Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm, Thuận Nguyễn, Khả Như, Pu đã xác nhận sẽ có mặt tại lễ cưới của cặp đôi này. Ngoài ra, mọi người cũng đang chờ đợi liệu rằng có sự bất ngờ nào sẽ xảy ra trong ngày cưới, bởi lẽ Diệu Nhi vốn dĩ hài hước và rất lắm trò cho nên chắc chắn sẽ tạo ra một điều gì đó để hôn lễ của mình trở nên ấn tượng hơn.